Trong một buổi phỏng vấn gần đây, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer của Manchester United thừa nhận việc ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo là một quyết định sai lầm. Mặc dù ban đầu ông tin rằng việc tái hợp với siêu sao người Bồ Đào Nha là đúng đắn, nhưng sau một thời gian, ông thấy điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Huấn luyện viên Solskjaer cho biết Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và có khả năng ghi bàn xuất sắc, nhưng việc ký hợp đồng với anh đã không đem lại thành công như ông kỳ vọng. Ronaldo trở lại Manchester United ở đầu mùa giải năm 2021-22, nhưng sau một khởi đầu không tồi, cả Ronaldo và đội bóng đã gặp khó khăn. Cuối năm 2022, Ronaldo đã rời Manchester United để gia nhập Al Nassr ở Ả Rập Xê Út. Huấn luyện viên Solskjaer cũng nhắc lại một số vấn đề khác mà ông đã gặp phải trong thời gian dẫn dắt Manchester United, bao gồm hành vi không chuyên nghiệp của một số cầu thủ. Ông cho biết có cầu thủ từ chối đeo băng đội trưởng và thậm chí không tham gia tập luyện vì họ nghĩ đến việc rời bỏ câu lạc bộ. Những phát biểu này của huấn luyện viên Solskjaer cho thấy những thách thức và áp lực mà các huấn luyện viên và câu lạc bộ bóng đá hàng đầu phải đối mặt khi quản lý các ngôi sao và nhóm cầu thủ có nhiều cá nhân trưởng thành.